Xin chào các bác, hôm nay em xin giới thiệu tới các bác một sản phẩm không thể thiếu trong mùa đông sắp tới này, đó chính là ấm trà giữ nhiệt IKEA. Ấm được làm từ chất liệu inox SUS 316 cực kỳ an toàn, kèm theo cốc lọc bã và nắp bảo quản tiện lợi. Vỏ ngoài bằng nhựa 4 lớp cách nhiệt, chống nóng, dung tích 800ml, có khả năng giữ nhiệt lên tới 24 giờ, rất thích hợp để bạn pha trà hoặc đồ uống vào mùa đông. Có nút bấm tiện lợi trên nắp giúp bạn dễ dàng rót nước mà không cần mở nắp. Kiểu dáng sang trọng, bền bỉ, lại dễ dàng sử dụng. Hiện bên em đang cháy hàng, chỉ còn ấm màu đen. Anh chị đặt mua ngay hôm nay để nhận ưu đãi giảm giá 50% nhé.